Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình đánh giá các dòng sản phẩm laptop mỗi ngày của kênh công nghệ TRD. Thưa các bạn, mỗi một lần được khui siêu những chiếc máy mới về tại thị trường nước ngoài mà ở Việt Nam chúng ta chưa có nhiều thì mình lại bản thân mình phải nói là rất là vui sướng. Thưa các bạn, mình nói là chưa có nhiều thì cũng không đúng, nhưng để có những hàng chất lưu sale như thế này thì không phải lúc nào cũng có các bạn ạ. Đây là chiếc ThinkPad X390 với phiên bản i7. Đợt này giá sale tại Mỹ tốt quá thì mình ôm được một ít về. Các bạn có tin được không, chiếc máy này giá sale nhá, mình bán mới nguyên như này về cho anh em mà nó chỉ có hơn 22 triệu một chút thôi. Trang bị i7, đấy, ngon lành không? Nếu như bình thường thì nó sẽ có giá khoảng 1.500 đô, có nghĩa là khoảng 30 triệu đồng. Thì bây giờ chỉ có hơn 20 triệu các bạn đã sở hữu rồi. Chiếc máy có màn hình 13,3 inch, đấy, siêu nhẹ, thời lượng pin có thể dùng trên chục tiếng. Ngon không? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khui siêu và test chiếc máy này nhá. Mời các bạn đón xem. Vâng, thưa các bạn, một chiếc máy được xách tay tại thị trường Mỹ về thì bao giờ nó sẽ có đầy đủ thông tin được dán trên hộp này. Nhập ở đâu thì các bạn sẽ thấy là nó đầy đủ thông tin xuất xứ nhé. Đây, các bạn sẽ thấy này, ThinkPad X390 này. Đấy, đầy đủ thông tin luôn nhé, trên vỏ hộp như này. Và với một phiên bản lưu sale thì nó sẽ có một sale đỏ ở ngoài như này các bạn nhé. Đây, bây giờ thì tớ sẽ hy sinh rạch nó ra. Thông thường thì một chiếc máy mà đã rạch khôi sale này thì tớ sẽ bán rẻ cho các bạn 1 triệu luôn so với giá bán lẻ. Sau khi tớ review xong, bên trên này, cái này thì chắc chắn là cái sạc rồi, đóng gói rất cẩn thận luôn. Đây, sách hướng dẫn sử dụng nhá. Và các bạn sẽ thấy một cái sơ đỏ như này. Bây giờ thì mình bóc cái nó rách luôn, mà cũng nói luôn với các bạn, đã bóc rồi thì không thể dán lại được các bạn nhá. Như thế này là các bạn đã bớt được 1 triệu đồng. Đây, các bạn sẽ thấy này. Bao nhiêu năm rồi thiết kế không thay đổi các bạn ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết các cổng kết nối với chiếc máy này. Vâng, thưa các bạn, một dòng sản phẩm màn hình 13,3 inch nhưng được thu nhỏ viền màn hình kích thước. Chính vì thế khi tớ cầm trên tay thì nó cảm giác như màn hình 12,5 inch. Toàn bộ khung của chiếc máy này đều làm bằng hợp kim nhôm, magie. Và phần trên nắp lưng này của nó thì sẽ có hai tùy chọn, đó là nhựa gia cố bằng carbon hoặc nhựa gia cố bằng sợi thủy tinh. Nghe có vẻ là chịu tượng ghê. Và các bạn sẽ thấy là một logo ThinkPad truyền thống này. Bên trên có phủ một lớp cao su đặc biệt chống bám vân tay. Và với thiết kế của hai cái bản lề như thế này, đặc trưng của các dòng ThinkPad này, đằng sau thì nó sẽ có một khe cắm SIM ở đây các bạn nhé. Đây này, chúng ta sẽ có một cổng USB có ký hiệu có pin. Có nghĩa là chúng ta sẽ cắm cáp smartphone vào, các bạn sẽ sạc với điện thoại di động hoặc máy tính bảng mà không cần bật máy. Đằng trước máy này các bạn sẽ thấy là LED ngôn ngữ thiết kế tối giản này. Ở bên này thì các bạn sẽ thấy là một cổng sạc kèm theo cổng thu nối 3 các bạn nhé. Đây này, bên cạnh này, đây là cổng thu nối 3. Và đây là cắm kết nối mạng LAN, một thiết bị nữa này. Cổng USB, cổng HDMI và thêm cổng phone, cổng mic được tích hợp chuẩn 3,5. Rất phổ thông nhá. Vâng, thưa các bạn sẽ thấy là một cái hốc ở đây. Nó sẽ hút không khí và tản khí nóng ra ở đây. Đây là tem Windows bản quyền. Và những thông tin chiếc máy này thì nó sẽ có hết ở đây các bạn nhé. Còn hai cái hốc này là tản loa nhé. Bây giờ mình sẽ mở cái lắp lưng này ra xem bên trong nội tạng nó như nào. Mời các bạn đón xem nhé. Đây, mở chiếc máy này ra thì cũng không quá khó đâu. Các bạn sẽ thấy là một bo mạch rất khoa học ở bên trong, gần như là kín hết mà chúng ta sẽ không thể lắp thêm bất kỳ linh kiện gì từ bên ngoài. Thậm chí là cả RAM, CPU đều được onboard trực tiếp trên bo main nên chúng ta sẽ không có khả năng nâng cấp các bạn nhé. Đây, các bạn sẽ thấy là đây là con CPU này. Chiếc máy này Wi-Fi cũng được onboard trực tiếp trên bo main này. Đó, đây là cáp màn hình này. Đây là cáp lối USB, quạt tản nhiệt này, cáp pin, hay cáp bàn phím các kiểu này. Đây các bạn sẽ thấy này, ổ cứng SD này, con này của hãng gì đây? Các bạn ơi, ổ cứng đây là của Samsung các bạn nhé. Samsung thì thường là cái tốc độ của nó rất là tốt. Đây quả pin của nó này, hai cái loa này. Dung lượng quả pin nó là 4120mAh này. Duy trì chúng ta dùng khoảng chục tiếng. Hai cái loa rất là to này. Tóm tắt lại là chiếc máy này duy nhất chỉ nâng cấp được mỗi ổ cứng thôi, các linh kiện khác các bạn sẽ không nâng cấp được nhá. Còn đây là khe cắm cả RAM các bạn ơi, có nghĩa là chúng ta sẽ cắm RAM vào để chúng ta mới dùng được mạng 4G nhá. Bây giờ tôi sẽ lắp vào tôi test. Đây là mặt trước của chiếc ThinkPad X390. Chúng ta sẽ có một thiết kế viền màn hình mỏng. Các bạn sẽ thấy là camera được bố trí ở bên trên, có cả mic như này. Và đây chúng ta sẽ có nút gạt camera để bảo mật cho doanh nghiệp này, cực kỳ ok. Với camera thì sẽ hỗ trợ các bạn học tập và làm việc trực tuyến qua camera cũng rất là thuận tiện bây giờ. Màn hình có thể ngửa được như này các bạn nhé.
Các bạn sẽ thấy bàn phím của ThinkPad này. Tôi khẳng định bàn phím của ThinkPad bây giờ vẫn là tốt nhất thế giới nếu mà nói về nhập liệu bàn phím, và không có một cái bàn phím nào trên thế giới này dùng sướng như bàn phím của ThinkPad. Đây, bấm sướng lắm các bạn ạ. Phím Collet màu trắng này. À, đây là bảo mật vân tay. Các bạn sẽ thấy các phím bấm của nó này. Bấm sướng lắm. À, bên trên cũng phủ một lớp cao su đặc biệt để chống bám vân tay, và chúng ta vẫn có một logo ThinkPad truyền thống ở đây. Phím bật nguồn được tích hợp đèn LED. À, bấm sướng không? Sướng người luôn. Bây giờ thì tớ sẽ kiểm tra phần cứng ở bên trong của chiếc máy nhá. Đầu tiên tớ sẽ test ổ cứng của chiếc máy. Và tớ sẽ kiểm tra bên trong. Các bạn muốn kiểm tra cấu hình các bạn vào đây ạ. Manager này. Đây là con chip bảo mật vân tay này các bạn này. Bluetooth 5.0 này. Bluetooth này nhanh nhất hiện nay các bạn nhé. Kết nối các tín hiệu âm thanh và hình ảnh ra bên ngoài không dây. Camera của máy này. Máy được trang bị ổ cứng Samsung LVMe này. VGA được trang bị trên máy là UHD Grandfix 620. Đây là VGA on các bạn nhé. Các bạn ơi, máy được sử dụng Wi-Fi là AC9560 và băng tầng là 160MHz. Đây là Wi-Fi cũng cực kỳ nhanh. Đây các bạn sẽ thấy này, đây là thế hệ chip Whisklake. Dòng X390 hiện nay trên thị trường thì có dòng CPU thế hệ thứ 8 là như này, và CPU thế hệ thứ 10 2020 các bạn ạ. Chiếc máy được sản xuất là 2019 các bạn nhé. i7-8665U này. Dung lượng ổ cứng bao nhiêu các bạn vào đây. Ổ cứng có dung lượng là 256GB các bạn nhé. Ái chà, tốc độ ổ cứng của Samsung thì con này là PM981 rồi. Tốc độ đọc gần 3,6GB một giây, và tốc độ ghi thông thường của chiếc ổ này nó sẽ phải khoảng trên 2GB một giây. Đây là ổ cứng tốt nhất và nhanh nhất hiện nay cho các bạn. Các bạn lưu ý thì với SSD thì tất nhiên là chúng ta sẽ có tốc độ ổ cứng cực kỳ nhanh, nhưng mà ổ cứng SSD mà không may mà hư ổ cứng thì coi như dữ liệu chúng ta phải đi tong. Nên mình nhắc trước các bạn, nếu có sử dụng ổ cứng SSD dữ liệu đặc biệt thì các bạn nên đẩy lên điện toán đám mây chẳng hạn, hoặc là Google Drive để chúng ta lưu trữ những dữ liệu đặc biệt, chứ không nên tin tưởng hết vào ổ cứng SSD các bạn nhé, bởi vì chết ổ cứng này là chúng ta hoàn toàn không thể lấy dữ liệu được. A few moments later. Vâng, thưa các bạn, là tốc độ ghi của nó cũng lên đến gần 2,4GB. Rất nhanh. Còn nếu mà ổ cứng 512GB thì thường tốc độ ghi nó sẽ lên khoảng 3.000. Nhanh thật đấy. Nhanh hơn 15 lần so với ổ cứng thông thường. Bây giờ chúng ta sẽ xem tản nhiệt của chiếc ThinkPad này nó ra sao nhá. Tản nhiệt của ThinkPad phải nói là cực kỳ ok luôn. ThinkPad có hệ thống tản nhiệt phải nói là cực kỳ êm ái và rất là mát luôn. Các bạn ơi, với nhiệt độ CPU thì nó sẽ ở ngưỡng khoảng 70 độ C đổ xuống. Và đây là nhiệt độ hoàn toàn cho phép để quý vị các bạn làm đồ họa. Thưa các bạn, chiếc máy chúng ta được trang bị i7 nhưng không có Vega rời và chip U. Chính vì thế nó sẽ không phù hợp cho các bạn làm đồ họa và chơi game chuyên nghiệp. Bởi vì cấu hình như này thông thường sẽ sử dụng trong lĩnh vực lập trình và đồ họa ở mức tầm trung, dành cho bạn kinh doanh giải trí, vân vân các bạn nhé. Mức FPS chúng ta nhận được là trên 500 đấy các bạn ạ. Và các bạn có thể thấy là quạt nó chạy êm ru luôn, hầu như là chúng ta không nghe tiếng động gì cả. Vâng, thưa các bạn, thì còn chip U đây ạ, 4 lõi 8 luồng các bạn nhé. Đây là thế hệ chip Whisklake ạ. Mặc dù chip U thì không hỗ trợ đồ họa nhiều, nhưng các bạn hoàn toàn vẫn có thể làm đồ họa và render được, nhưng nó sẽ chậm hơn, cái thời gian render nó sẽ lâu hơn. Các bạn thấy điểm số của nó mạnh tương tự bằng khoảng 60% so với con i7-8750H các bạn nhé. Phiên bản mình mang về có màn hình Full HD IPS 13.3 inch. Chiếc máy có tỷ lệ bao phủ màu rất ấn tượng, đó là 95.7% RGB và 61.3% Adobe RGB. Trong khi đó tỷ lệ tương phản của nó lại rất là cao, 2.225. Thông thường nó chỉ hơn 1.000 thôi, nhưng đây lại rất là cao. Cường độ ánh sáng của màn hình có thể đạt được đó là 356 CD. Đấy là cường độ ánh sáng cho 1m2 cho màn hình này. Phải nói là chiếc màn hình 13.3 inch của chúng ta cực kỳ chuẩn. Trên cái màn hình này thì Lenovo có tráng một lớp chống lóa bên trên. Các bạn nhìn lâu mà nó không bị mỏi mắt này. Đó. Sắc nét luôn. Các bạn dùng trong lĩnh vực thiết kế thời trang, in ấn hoặc là thiết kế banner biển bảng thì đây là một màn hình rất là ngon. Bây giờ thì tớ sẽ bật loa lên nhé. Các bạn có thể nghe thấy là chất lượng loa khá là ấm. Mặc dù là âm thanh không quá to, nhưng đủ để chúng ta nghe trong một phòng khoảng hơn 20m2. Đấy, các bạn có thể nghe thấy là rất là ok. Âm thanh và hình ảnh của chiếc máy này thì mình sẽ cho ở thang điểm 9 các bạn ạ. Vâng, thưa các bạn, tớ đang test tựa game đó là 7554, một tựa game do chính người Việt Nam chúng ta viết code.
các bạn có thể là mức FPS chúng ta nhận được cực kỳ cao, đó là trên 100. Và nhiệt độ khi chơi game thì nó khoảng 70 độ C. Âm thanh của máy cũng tương đối ấn tượng và màn hình của chúng ta thì rất là LED nên nó rất là ok. Với cấu hình máy của chúng ta thì có thể chơi những cái tựa game tầm trung như là Liên Minh Huyền Thoại, CS:GO. Có thể kéo cả FIFA của chiếc máy này. Thực tế mà nói thì dòng màn hình 3 inch thì chơi game không sướng, nhưng mà những rảnh chúng ta vẫn có thể cài những tựa game vào vui chơi giải trí các bạn nhé. Còn với cấu hình và nhiệt độ thì các bạn thấy nó hiển thị cũng khá là ok. Nhiệt độ như này hoàn toàn cho phép chúng ta chơi game. Vâng, thưa các bạn, mình đã vừa trải nghiệm xong với phiên bản đó là ThinkPad X390. Đây là thế hệ phải nói là XXX rất thành công của các dòng X. Ngày xưa thì mình thấy là X201 này, đấy. Sau đó thì có X230, X240, X250, X260, X270 và X280. Và đến bây giờ là X390 thì Lenovo đã bỏ hoàn toàn với tỷ lệ màn hình đó là 12,5 inch. Bởi vì bây giờ là việc thu nhỏ về màn hình kích thước, thì với màn hình 13,3 inch thì chúng ta sẽ có không gian rộng hơn trên màn hình, nhưng cái máy của chúng ta là vẫn nhỏ nhắn và xinh xắn. Thực tế thì trong lượng của chiếc máy nó chỉ hơn 1kg một chút. Vậy thì các bạn sẽ hỏi chiếc máy này phù hợp với ai? Chiếc máy sẽ phù hợp cho các bạn thường xuyên di chuyển, đi lại và chủ yếu các bạn làm các công việc văn phòng của một doanh nhân. Thời lượng pin của máy có thể trụ được khoảng chục tiếng cho độ sáng khoảng 60% màn hình. Với cấu hình của máy thì nó sẽ phù hợp cho các bạn làm đồ họa tầm trung, các bạn làm lập trình, cũng như các ứng dụng về kinh doanh, marketing, hay các bạn có thể dùng để chỉnh sửa, cắt ghép video quảng cáo. Chiếc máy này thì không được trang bị Vega rời và nó chỉ được trang bị chiếc U nên là sẽ không phù hợp cho các bạn chơi game và làm đồ họa chuyên nghiệp. Đấy. Với giá thành của nó thì bây giờ cũng đến cả ngàn đô, cũng hơi đắt một chút. Nên khi các bạn mua máy thì các bạn cũng phải cân đo đong đếm một chút. Chiếc máy này tác vụ về đồ họa thì mình nói luôn sẽ không phù hợp đâu. Đấy. Ưu điểm của chiếc máy thì các bạn sẽ thấy này, màn hình đẹp này, âm thanh cũng được này. Bảo mật của ThinkPad là đứng đầu thế giới, kể cả bảo mật về phần cứng, bảo mật về phần mềm. Chiếc máy có tích hợp bảo mật vân tay và thêm một lớp bảo mật BIOS khi các bạn chống xâm nhập từ bên ngoài. Cũng như kèm theo các cổng kết nối rất ok. Các bạn sẽ thấy là USB Type-C cũng có này, đặc biệt là có cổng Thunderbolt 3. Hiếm hoạn những chiếc máy ở phân khúc từ khoảng 18 đến 20 triệu mà có cổng Thunderbolt 3. Với Thunderbolt 3 thì các bạn có thể kết nối các tín hiệu âm thanh và hình ảnh ra bên ngoài 5K, 6K siêu LED luôn, thậm chí có thể cắm eGPU camera hình rơi để tăng tốc độ xử lý của chiếc máy này. Đấy các bạn nhá. Vâng, thưa các bạn, là các bạn đã từng trải nghiệm các dòng ThinkPad X chẳng hạn như chiếc X390 này. Các bạn hãy để lại suy nghĩ của mình, để lại cảm nhận của mình, để cho các bạn nhu cầu sau mua máy xem chiếc máy này có phù hợp hay không. Hãy để lại ý kiến của riêng mình các bạn nhé. Rất cảm ơn tình cảm của quý vị và các bạn. Thì kênh công nghệ của mình chỉ thiếu có vài người nữa thôi là chúng ta sẽ đạt 100.000 sub. Nói chung là rất là hạnh phúc 5 năm rồi được quý vị và các bạn ủng hộ. Các bạn hãy cho mình một like, một chia sẻ cũng như đăng ký kênh và bấm cái chuông bên cạnh để chúng mình tương tác với nhau tốt hơn nhé. Cập nhật tất cả những dòng sản phẩm công nghệ mới nhất tại Số Công Nghệ TND. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.